Xin kính chào các quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Quý Thanh Hóa. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Quý Thanh Hóa xin được giới thiệu đến với quý khán giả một tác phẩm bản đồ Việt Nam được chế tác từ đá Casidon, chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Quý vị nhìn này, đây, bản đồ hình chữ S nhé. Tôi đã tạc tương tự cái hình chữ S, bản đồ Việt Nam. Quý vị nhìn này, sơ bộ đấy, đá Casidon, các cái màu xanh, màu vàng này đấy. Nó là hoàn toàn tự nhiên quý vị nhé, màu tự nhiên của đá. Đá thì màu thì hoàn toàn là màu chất đá tự nhiên. Casidon thì cực kỳ cứng luôn đấy. Đây, những điểm này thì nó có thể nó thông đèn nhẹ này. Đấy, dòng này là những cái điểm nó chuyển não rồi, thông đèn nhẹ, có thể có những điểm thông đèn nhẹ. Cái màu xanh rất đẹp, màu xanh, màu nâu, xen kẽ màu trắng. Nó là một mẫu Casidon đa sắc, đã được mài đánh bóng khá kỹ. Đánh bóng này hoàn toàn là tự nhiên quý vị nhé. Đánh bóng hoàn toàn là tự nhiên. Mẫu này thì có chiều cao này, từ trên đỉnh này xuống dưới này, nó cao là 50 cm. Chiều cao là 50 cm. Và bề ngang ở điểm rộng nhất, điểm này sang điểm này là 30 cm. Điểm rộng nhất là 30. Một mẫu đá Casidon được mài hình bản đồ Việt Nam, tôi mài cả hai mặt luôn nhé, cắt tạo hình hai mặt, mặt này cũng thế. Mỗi mặt này có một cái vẻ đẹp riêng. Đây, đường lượn này, lượn hình chữ S đây. Đây lượn này, quý vị xem này, đây lượn này. Đây lượn này. Đây, lượn một đường này. Đến đây, đây. Mài đánh bóng khá kỹ. Mẫu này thì có khối lượng của đá nặng là 11,5 kg. Một mẫu đá Casidon chuẩn màu thiên nhiên, màu xanh lên xanh ngọc khá đẹp. Và hiện tác phẩm này tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị với giá là 3.300.000 đồng. Quý vị nào nếu mà quan tâm muốn sở hữu, hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị chỉ cần nhắn tin để lại cho tôi số điện thoại, để lại cho tôi địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Tất cả tứ diện đều được mài đánh bóng khá kỹ. Quý vị nào nếu mà muốn làm thêm đế thì thêm cho tôi cái 100.000 nữa, thì tôi sẽ làm thêm cho quý vị một cái đế nhé. Đế, nhân đế nói trước là bọn tôi là thợ đá thì làm nó cũng tương đối thôi, nó không được đẹp cho lắm. Nếu ai mà muốn đẹp thì nên về nhờ những bác thợ bộc chuyên nghiệp, người ta làm thì sẽ đẹp hơn, nhưng tôi làm thì không được đẹp cho lắm. Thêm đế 100.000 nữa. Quý vị nào nếu có nhu cầu muốn sở hữu, hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu có nhu cầu muốn sở hữu các sản phẩm đá phong thủy hoặc đặt hàng thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.